võ giỏi văn tài đấng trượng phu, Hàm Dương đồng tượng khiếp quân hồ, Vĩnh Khương ứng mộng ban kinh truyện, Hương lửa trời Nam vững đế đồ. Đó là bài thơ lưu truyền trong dân gian về sự linh thiêng của Đức Thánh Trèm, tức Lý Ông Trọng, vị anh hùng dân tộc được thờ tự tại đình làng Trèm. Với không gian thờ tự linh thiêng, những bậc thềm đá in hẳn dấu tích thời gian, những mái ngói rêu phong đượm màu năm tháng, đình làng Chèm là minh chứng cho huyền sử về một vị anh hùng nổi tiếng cả ba nước Âu Lạc, Tần và Hung Nô thời trước công nguyên. Câu chuyện đầy thu hút về vị anh hùng dân tộc giúp vua giữ yên bờ cõi, lập nhiều công lớn vẫn được truyền tụng cho thế hệ ngày nay. Truyền thuyết kể rằng Lý Ông Trọng được sinh ra vào thời vua Hùng thứ 18. Thuở nhỏ, ông là một cậu bé có tầm vóc cao lớn lạ thường, khôi ngô tuấn tú. Lớn lên, ông là người chí dũng song toàn, tính tình hiếu nghĩa cương trực. Thời bấy giờ, có giặc Ai Lao, Chiêm Thành và phía Bắc thường hay quấy nhiễu biên thủy. Nhà vua bèn xuống chiếu cầu hiền tài ra dẹp giặc cứu nước. Phủ Quốc Oai bèn tiến cử Lý Ông Trọng. Ông lính Ý đi dẹp tan giặc, lập được nhiều công lớn. Khi đất nước Văn Lang bị quân Tần xâm lược, Lý Ông Trọng đã hợp với Thục Phán cùng quân dân Lạc Việt chống giặc hàng chục năm trời. Cuối cùng, giặc phải quay đầu bỏ chạy. Thục Phán lên làm vua, lấy hiệu là An Dương Vương và rất trọng dụng Lý Ông Trọng. Ở phương Bắc, nước Tần bị quân Hung Nô quấy nhiễu. Biết danh tiếng của Lý Ông Trọng, vua Tần đã xin An Dương Vương cử ông sang giúp. Để giữ hòa hiếu với nhà Tần, An Dương Vương cử Lý Ông Trọng sang nước Tần thực hiện sứ mệnh ngoại giao. Tần Thủy Hoàng nhiều lần thử tài Lý Ông Trọng và rất hài lòng với sự hiểu biết của ông. Vua Tần phong ông làm tư lệnh hiệu úy, thống lĩnh quân đội trấn giữ biên giới, dẹp giặc Hung Nô, cho xuất 10 vạn quân trấn ải Hàm Dương. Thắng trận trở về, vua Tần phong Lý Ông Trọng chức phụ tín hậu và gả công chúa cho. Vua Tần cũng ngỏ ý muốn ông ở lại nước Tần, nhưng ông đã từ bỏ vinh hoa phú quý, đem theo vợ con trở về quê hương. Về nước, Lý Ông Trọng được vua An Dương Vương phong tước đại vương. Sau khi ông qua đời, nhà vua sai lập đền thờ và phong tặng 4 chữ Thượng Đẳng Thiên Vương. Nhân dân tôn xưng ông là Đức Thánh Trèm và lập đình thờ ở làng Trèm. Người dân nơi đây thờ phụng, coi ngài là thần thành hoàng làng, tin rằng Đức Thánh luôn phù hộ cho đất nước và dân làng. Theo tục truyền, cứ đến ngày 14 đến 16 tháng 5 âm lịch hàng năm, dân làng Chèm lại tổ chức lễ hội tại đình làng. Sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc này mang ý nghĩa tưởng nhớ ngày tháng Trần Khải Hoàn mở hội mừng công, làm lễ cầu siêu cho các tướng sĩ của Đức Thánh Lý Ông Trọng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc. Dân làng ngày nay vẫn truyền tụng và giữ niềm tin về truyền thuyết và Đức Thánh của làng mình. Trong hành trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta, màu sắc thần bí của hình tượng người anh hùng dân tộc Lý Ông Trọng là sự gửi gắm trọn vẹn tinh thần yêu nước, sự tài năng và lòng dũng cảm của người dân nước Việt. Thần thế và sự nghiệp của ngài không chỉ là những ghi chép về sự hiển linh mang tính huyền thoại lưu truyền trong dân gian, mà còn được ghi chép cẩn thận trong những cuốn sử ký của nhiều thời kỳ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Lĩnh Nam Trích Quái. Công lao của Lý Ông Trọng với hai triều đại
Hùng Duệ Vương và An Dương Vương vẫn còn được lưu truyền mãi đến muôn đời. Chứng tích của một vị anh hùng giúp con cháu ngàn đời hiểu thêm về thời đại lịch sử hào hùng của dân tộc.